Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Ngọc Anh, năm nay mình 15 tuổi, mình đến từ Nam Định. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe về vì sao diều hâu thích bay lượn trên cao, trên trời cao. Một con diều hâu đang bay lượn trên trời cao, nó cứ di chuyển liên tục quay đi quay lại, không muốn rời đi vùng khác. Bé kia hỏi mẹ, con diều hâu đó đang làm gì vậy? Mẹ trả lời, diều hâu có đôi mắt rất tinh, tuy rằng chúng bay ở trên cao nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ mặt đất. Khi lượn đi lượn lại là lúc nó đang tìm kiếm con mồi như chuột, thỏ, cát, loài chim nhỏ. Thậm chí là côn trùng. Khi đã phát hiện ra mục tiêu, nó nhanh chóng bổ nhào xuống bắt con mồi. Kho tư liệu nhỏ, diều hâu bắt gà là một trong những trò chơi mà các bạn nhỏ rất thích. Trên thực tế, diều hâu không phải chỉ bắt gà để ăn. Thức ăn của diều hâu rất đa dạng, bao gồm thỏ rừng, chuột, chim, rắn, ếch, cá, kiến. Chúng cũng có thể ăn được ngũ cốc. Diều hâu chỉ thỉnh thoảng mới bắt gà ăn thì thôi. Trạm quan sát nhỏ, vào mùa thiếu thốn thức ăn, khả năng nhẫn lại chịu đói của diều hâu rất tốt. Chúng có thể nhịn đói hơn 20 ngày. Bé có biết không, diều hâu sống lâu nhất được bao nhiêu năm? À, diều hâu là một trong những loài chim sống khá lâu, khoảng 70 năm. Chim bay heo lại.